Hú hồn hú vía, hôm nay ngủ dậy là 11 giờ. Và bây giờ phải mở tủ lạnh ra xem coi hôm nay mình ăn cái gì, mệt mỏi quá luôn á. Ở một mình á, không không làm á thì là không có ăn. Mà bây giờ á phải dậy rồi phải đi làm thôi. Làm đồ ăn thôi nha mọi người. Thú thật với mọi người là ngày hôm qua em có đi về nhà mẹ em. Cái em ăn cắp được chắc 1 ký mực á, giờ em đã ăn rã đông nè, rồi với lại cục thịt. Hôm nay á, nói chung á là ở độc thân mình cũng thấy vui vui nha, mà vui có một cái á là về nhà nói cái thương bà mẹ, được có một cái lúc nào bà cũng mua đồ nhiều hay là nhiều đó. Cái mình về cái mình mở tủ lạnh ra mình thấy gì ngon ngon cái mình lén mình ăn cắp. Đừng xin nha, xin nhiều khi á biết là không cho nha đó. Cái giờ mở tủ lạnh ra lấy thêm, nay chắc làm mực xào sả ớt đi, rồi rau muống cần tây. Cái này là em mua nha mọi người, chứ xả nè, rồi xả nè, đây xả xả hôm nay là mực xào xả ớt nha. Rồi chắc thịt chắc luộc lên quá, ở nhà cũng lười cũng không biết làm gì, thôi vậy đi. Mấy hôm nay thấy cơ thể nặng nề quá, mập rồi. Vậy là cũng bắt chước, nghe người ta nói ăn khoai lang là giảm cân, cũng mua khoai lang về mà lạ lắm, mua khoai lang về rồi không có luộc lên ăn nè, coi khoai lang nó mọc, nó mọc lên cây luôn. Em mới phát hiện ra là em nhớ là em còn khoai lang mà em chưa luộc luôn, chán thật. Bây giờ cái bước đầu tiên á là em phải đi nấu cơm nha, chứ nếu mà làm đồ ăn xong rồi mà không có cơm á thì cũng hơi bị kỳ ha. Mẹ em hồi xưa á chửi em hoài à, cái làm đồ ăn xong rồi cái quên nấu cơm, cái một là nấu cơm xong rồi thì quên cái nhấn cái nút đó, mẹ cứ chửi hoài luôn mà không có bỏ. Cái đầu não não cái nói chung là não não cái vàng, mà thông cảm cho em nha. Nấu cơm á thì phải vui vẻ nha. Nhiều khi á hồi xưa á em cứ suy nghĩ á là mệt quá, mỗi lần mà kêu nấu cơm á mệt lắm, nhưng mà bây giờ á thì em biết rồi, nấu cơm á thì phải cơm ngon hay dở là tùy theo tâm trạng của mình nha. Ngày hôm nào á mà tự nhiên cái bực mình ở trong người á nấu cơm nó thiệt nha, nó dở còn hơn chỉ dở nữa. Còn á bây giờ á mà dạng như là tinh thần sảng khoái vui vẻ hay là cái gì đó nha, rồi hồi nấu cơm nó feel cực kỳ luôn mọi người. Em nấu cơm ngon mà em nói thì em không thể tưởng tượng được là tại sao em lại không đi làm đầu bếp như vậy luôn á. Nói chung là em cũng hơi ảo tưởng một chút nhưng mà cũng không sao, đúng không? Mỗi người là có ước mơ, có được cái mà mình suy nghĩ ra cái gì thì mình nói cái đó thôi. Em cũng vậy, không có ngoại lệ. Mẹ chị á nấu cơm á là lấy cái ngón tay á đo vô, cứ nấu lon gạo là nếu như gạo nở á thì sẽ là một đống tay, rồi đổ nước một đống tay. Còn nếu như mà gạo mà hơi 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 dẻo một chút xíu á thì mình đừng có cho hết một đống tay, mình cứ khoảng chừng nửa đống tay, mà hơn nửa đống tay chút xíu thôi đó, thì gạo nó sẽ ngon đó.
Còn mà nếu như mà mình không biết gạo nở hay là gạo gạo dẻo gì đó thì thôi mình theo tâm linh đi ha. Này, cái khúc nấu cơm là cái khúc này quan trọng nhất này nha mọi người. Tại vì sao không? Mình nấu cơm mà mình không có nhấn cái nút á là ăn chửi, là ăn đòn thì không có quan uổng đâu nha. Đó, rồi em nay em cũng hoàn thành rồi nha. Bây giờ thì bắt đầu mình làm đồ ăn thôi. Ở nhà mẹ nấu cơm cho ăn thì không có chịu ăn, giật ngược giật xuôi đòi đi ra ở riêng. Đó, đi ra ở riêng. Rồi cái nãy bầm xả cái em bị đứt tay nè. Đó, thấy chưa? Ở nhà mẹ làm sẵn cho ăn không chịu. Đó, cái kết ha. Đó, đi ra bầm xả nó khô quá, để trong lạnh khô quá cho nên nó là hả, em sợ ý em bị đứt tay. Đó, nguyên liệu em đã chuẩn bị xong hết rồi nè, là mực nè, heo nè, sả, tỏi, củ hành và ớt nha. Đây, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, bột nêm và đường, không thiếu là bột nghệ nha. Sả này á có thể á, là cho nhiều hơn, nhưng mà tại vì nhà em hết rồi, hết sả rồi, còn có 2 cây, cái em xắt ra trong tủ lạnh còn gì cái em lấy ra em làm vậy thôi. Đó, làm nhiều á, thì nó thơm nó ngon nha. Ở nhà không đụng tới một ngón tay gì hết, không chịu đó. Rồi á, mẹ làm cho ăn cơm á, dê lên dê xuống, giờ á, ở mình ra riêng, ở mình thấm đẫm cái chẳng đói á, là phải lăn vô bếp nha đó. Phải làm ăn chứ giờ không làm ai làm cho ăn, khổ ơi là khổ. Bây giờ mới rút được cái kinh nghiệm là mới biết được cái câu là cơm nhà mẹ nấu thì chê lên chê xuống rồi á. Rồi bây giờ đi ra ngoài bươn chải rồi mới thấy được nó khổ, nói nghe mà thấy mệt. Thôi xà lơ hồi nãy giờ cũng đủ rồi, nói chung đó là bật lửa lên cái chảo, cho dầu vô cho nó nóng nóng, xong rồi em đổ, em cho tỏi vào nha. Rồi cho hết cái nguyên liệu mà hồi nãy em nói là hành nè, tỏi nè, sả nè, ớt nè vào, xào xào lên, xào lên cho khi nào mà cho nó thơm nó vàng đều rồi đó. Rồi xong rồi bắt đầu á bỏ vô nghệ nha, nghệ nha, đó nghệ này em thích nhiều nha, tại vì kho xả 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 ớt này nè, nghệ càng nhiều càng ngon nha. Lại em giờ đã đi ra ngoài nè, ăn uống cũng thất thường nè, có bị đau bao tử cho nên là ăn nhiều tốt nha. Nghệ lên cái thấy cái màu nó đẹp lên liền luôn, cái khi mà nó thơm lên nha, nó thơm lừng lên nha, xong rồi bỏ mực vô. Chứ nếu mà nó chưa hành tỏi mà nó chưa có thơm á, bỏ mực vô á thì nó không có thơm, nó không có ngon, cái món ăn của mình nó không có dậy mùi lên. Em lên nếm nha, cho ít nước mắm vào đập vào. Tí ngọt ngọt thôi nha, chứ không ăn nhiều mất trí nhớ nha. Cái món này dễ lắm, em nói ai mà không biết làm đồ ăn cũng
cũng làm được thôi à. Rồi ví dụ như bây giờ đó, là quan trọng cái bước đó là mình nêm như vậy, nhưng mà mình nếm cái khẩu vị của mình nhé, coi coi là nó có vừa ăn hay chưa, rồi mình nêm thấy cái khẩu vị của mình ngọt mặn hay cái gì đó. Còn em á thì nhớ hả, em là người Nam cho nên nói là cái gia vị của em á thì em sẽ ăn nó hơi hơi có ngọt ngọt một chút xíu nha. Cái mực á, xào á, nó sẽ ra nước nha, cho nên nó là cho nên hồi nãy tại sao mà cái con mực á em không có xắt ra là như vậy này, em nếu mà em xắt ra nó ra nước xong rồi nó teo lại đó, là phải em không có đổ nước nè mà có nó ra nước nè, đó nó ra nước nè, thấy không? Đó, xào cái khi nào mà thấy nó mực đó, nó rút hết nước đó, thì là coi như là mực chín rồi nha. Nhưng mà bây giờ là mực đã chín rồi đó, tại mực nó nhanh chín lắm. Nhưng mà con người thì thích là coi như là ăn cái nước này, thì cái nước mực thì nó ra là rất là ngon luôn. Còn có người thì lại không thích nước nhiều đó, ví dụ không thích nước nhiều thì để cho nó ráo ráo lại. Còn em thì em thích ăn nước nhiều nha. Rồi, vậy là em đã hoàn tất cái mâm cơm của em nè. Đó, mực xào sả ớt nè ha. Rồi, rau muống luộc. Rồi, nước mắm ha. Đây, thịt em luộc, em sắt ra xong rồi em xếp thành cái hình bông hoa nè. Đó, cái em luộc cái rau muống xong rồi cái nước rau muống á, cái em sắt miếng hành vô, nhà còn cộng hành ha, sắt cộng hành vô chà, dặn miếng da dắt miếng nước chanh vô nữa rồi là ăn thôi. Đó, tuyệt vời. Đây, cơm. Đây em mang một miếng mực nha cho mọi người nha, đó đây. Chan thêm cái nước nữa thì nó ngon, nhưng mà nó như vậy nè, nó như vậy nè đó, mọi người thấy không, nấu ăn đâu có khó đâu, làm đồ ăn cũng đâu có khó đâu đó, miễn sao là mình siêng năng một chút, mình lăn xuống dưới bếp ha, mình mở tủ lạnh ra rồi mình coi có cái gì ăn hay không, có cái gì làm hay không, rồi mình tự làm, mình tự mình ăn đó, vậy thôi đó, đơn giản vậy thôi. Mà cái món ăn mà mình tự mình làm á nó ngon lắm, không biết sao ngon, nó tự nhiên cái nó ngon ngang vậy à. Ừ đó, mà không ngon cũng phải ăn nha, không lẽ giờ đổ